Chúa theo Thánh Marco, chương 12, câu 13 đến câu 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Ki-tô, để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vì nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?" Nhưng Chúa Giê-xu biết họ giả hình, nên người nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem." Họ liền đưa cho người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Caesar." Chúa Giê-xu bảo họ: "Của Caesar, trả về Caesar. Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy những người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Hê-rô-đê đến gặp Chúa Giê-xu hầu để chất vấn và gài bẫy người. Kể ra, cái bẫy mà họ giăng ra cũng lợi hại thật. Vì lẽ, nếu Chúa Giê-xu nói có thì cũng mắc bẫy, mà nói không thì lại càng bị sập bẫy nặng nữa. Nếu nói có thì họ sẽ cho là Chúa Giê-xu theo đế quốc, phản loạn dân tộc. Còn nếu nói không thì người sẽ phạm ngay một tội chính trị, không phục quyền hoàng đế La Mã. Tuy nhiên, chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giê-xu đã làm cho họ hết sức ngạc nhiên về người. Câu trả lời của Chúa chẳng những không làm cho người mắc bẫy họ giăng, mà trái lại còn làm cho họ sáng mắt ra. Thật đúng, gậy ông lại đập lưng ông là thế. Chúa Giê-xu đã dạy cho họ một nguyên tắc căn bản rằng: của Caesar, trả về Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Tuy nhiên, thực tế thì họ là những người biết trả thuế cho Caesar, nhưng chẳng những không làm đủ và đúng bổn phận với Thiên Chúa, mà còn tìm cách chiếm đoạt của ông chủ nữa. Câu chuyện trong đoạn tin mừng hôm nay xảy ra sau vụ ngôn những tá điền sát nhân. Vườn nho thuộc về ông chủ là Thiên Chúa, những tá điền là các nhà hữu trách tôn giáo Israel đã không trả hoa lợi lại cho ông chủ là Thiên Chúa, mà còn muốn chiếm làm của riêng mình và đang tâm giết cả người con yêu dấu của ông chủ. Đó là một hình thức lợi dụng tôn giáo cho mục đích riêng của mình. Ngày nay, người Công giáo cũng như người ngoài Công giáo cũng có thể lợi dụng tôn giáo dưới nhiều hình thức vì mục đích riêng của mình. Đơn cử, tôi cúng một số tiền lớn vào việc xây cất nhà thờ để được ghi tên vào sổ vàng. Hay, tôi rất siêng năng đạo đức, nhưng hễ ai động đến tự ái của tôi là tôi liền nổi đóa lên ngay. Đó là những hình thức lợi dụng tôn giáo cách tinh vi để đưa mình lên, tuy chỉ có thể là vô tình. Ta có thể tự bảo, người Do Thái đã lừa Chúa Giê-xu để cho người sập bẫy. Phần tôi có lừa ai đâu? Có chứ. Nói dối là lừa đảo, sống giả hình là lừa đảo, bán đồ dỗm là lừa đảo. Thế gian thường nói, bề ngoài thân thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không giao. Hay, miệng thì nam mô, mà bụng thì lại một bồ dao găm. Những hình thức giả dối, lừa đảo ấy xảy ra thường xuyên trong xã hội hôm nay. Vì thế, là người Công giáo, chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta rằng: có thì nói có, không thì nói không,
thêm bớt vào là do ma quỷ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhớ rằng của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Trả cho Caesar nghĩa là trả cho trần thế những gì thuộc về trần thế: danh vọng, quyền lực, hận thù. Trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa nghĩa là biết để cho Chúa làm chủ cuộc sống, để Chúa hiện diện trong mọi sinh hoạt thường ngày, để Thiên Chúa là tất cả đối với chúng con. Ước gì xuyên qua những thực tại trần gian, chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị nước trời, đồng thời luôn biết tìm vinh danh Chúa trong mọi sự. Amen.